Ngày 17 tháng 6, VinFast chính thức tiến hành bàn giao mẫu xe Fadil cho những khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe. Lễ bàn giao xe VinFast Fadil được diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số đại lý của VinFast trên toàn quốc. Đồng thời, VinFast còn tổ chức chương trình lái thử xe Fadil dành cho người tiêu dùng quan tâm đến chiếc xe thương hiệu Việt đầu tiên và tư vấn tại chỗ cho khách hàng về các chương trình hỗ trợ tài chính, bảo hiểm và chính sách hậu mãi khi mua sản phẩm. Fadil là dòng xe ô tô đầu tiên của VinFast được bàn giao đến khách hàng thuộc phân khúc xe đô thị đa dụng. Chiếc xe có thiết kế năng động, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng nhiều trang bị hệ thống an toàn. Xe được trang bị động cơ 1.4 lít, sản sinh công suất 98 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm như 6 túi khí, công nghệ phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, chức năng chống trượt TCS, chống lật ROM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA. VinFast Fadil có 6 màu sơn để khách hàng lựa chọn. Nói chung là cảm xúc bây giờ rất là vui. Mình vui vì là thứ nhất vui cho bản thân mình, thứ hai nữa là mình vui cho tập đoàn Vingroup, thứ ba nữa mình vui cho cái nền công nghiệp Việt Nam đã khẳng định cái tên tuổi trên thế giới, rất là vui. Mình quyết định chọn VinFast Fadil nó có hai lý do chính. Cái lý do thứ nhất là mình đặt tròn cái niềm tin vào tập đoàn Vingroup, bởi vì khi tập đoàn Vingroup tham gia các cái lĩnh vực sản xuất đều cho ra sản phẩm chất lượng, thì mình cũng nghĩ là khi mà Vingroup đầu tư vào ô tô cũng sẽ cho ra một cái sản phẩm chất lượng như thế. Cái thứ hai nữa là mình chọn xe VinFast là vì niềm tự hào dân tộc. Mình muốn là dân tộc Việt Nam mình không thua kém các nước khác trên thế giới. Phải nói cảm xúc của mình lúc này là mình thực sự là cảm phục với những người làm ở Vingroup ở trong một thời gian rất là ngắn mà đã tạo ra một kỳ tích. Ở đây là sản phẩm của người Việt, cho nên là thực sự là mình cảm thấy rất là cảm kích đấy, mà cũng có ngưỡng mộ các anh chị ở Vingroup và chúc VinFast sẽ luôn thành công. Trong thời gian từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 6 năm 2019, VinFast đã tổ chức chương trình lái thử xe Fadil trên toàn quốc và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Việc tổ chức cho khách hàng lái thử trước khi nhận xe thể hiện cam kết của công ty luôn mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Hiện tại, VinFast Fadil đang được bán với mức giá ưu đãi 394 triệu 900 nghìn đồng, đã bao gồm thuế VAT. Theo lộ trình đã được công bố, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, giá xe của VinFast Fadil sẽ trở về mức giá 30, tương đương 465 triệu đồng. Đây là mức giá không tính chi phí khấu hao, không chi phí tài chính và không tính lãi, được VinFast áp dụng cho tất cả các dòng ô tô, xe máy điện của mình nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho người tiêu dùng Việt Nam.